Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh video giới thiệu sản phẩm của xưởng đồ gỗ Giá Gốc Phạm Gia. Hôm nay xưởng đồ gỗ Giá Gốc Phạm Gia hôm nay là một chương trình đặc biệt, một video đặc biệt để giải đáp thắc mắc và phân tích sự khác nhau giữa hai mẫu Tần Thủy Hoàng đang được rất nhiều người quan tâm. Rất nhiều người đã gửi phản hồi đến fanpage của xưởng đồ gỗ Giá Gốc.com và trên trực tiếp trên website là xưởng đồ gỗ Giá Gốc.com đã nhận được rất nhiều câu hỏi và những lời bình luận của quý khách hàng về bộ bàn ghế phòng khách mẫu Tần Thủy Hoàng và sự khác biệt giữa hàng tự do trên thị trường và hàng đặt hàng tiêu dùng. Xưởng nhà mình thường có hai loại hàng, một loại là hàng tự do. Bên phải màn hình của các bạn là một bộ mộc mẫu Tần Thủy Hoàng hàng tự do. Có bên trái màn hình của các bạn là cũng là mẫu Tần Thủy Hoàng nhưng mà là hàng tiêu dùng, hàng đặt. Hàng này là hàng tiêu dùng. Đây là về thông số kỹ thuật cơ bản là vẫn giống nhau, nhưng mà về kích thước, độ dày mỏng thì nó có sự khác nhau. Về thông số kỹ thuật hàng tiêu dùng với cả hàng tự do trên thị trường hay gọi hàng chợ thì về cơ bản là vẫn giống nhau. Nhưng mà nếu mà khi phân tích chi tiết thì nó có sự khác nhau rõ rệt về cái dáng ghế là cái đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy. Chắc chắn là người gầy với người béo khi đứng gần nhau thì ai cũng nhận ra là ai là người béo và ai là người gầy. Thì bàn ghế cũng vậy, hàng dày và hàng mỏng khi để gần nhau để có sự so sánh như thế này thì chắc chắn các bạn sẽ nhận ra luôn mình nên dùng hàng gì, mình nên dùng hàng mỏng hay hàng dày. Thì bên phải màn hình của các bạn hiện giờ là một bộ hàng tự do trên thị trường rất nhiều. Các bạn thấy cái hàng này trên thị trường rất là nhiều. Đều là mẫu Tần Thủy Hoàng được làm từ gỗ hương rá. Đây là hai bộ của hai mẫu Tần Thủy Hoàng khác nhau, cùng loại gỗ thôi. Đều là gỗ hương đá và cùng loại mẫu là mẫu Tần Thủy Hoàng. Bên trái màn hình của các bạn là hàng tiêu dùng. Xưởng nhà mình làm hàng này là hàng giao trực tiếp đến tay người tiêu dùng, không thông qua cửa hàng hay showroom nào hết, nên là mình hay gọi là tắt là đây là hàng tiêu dùng. Còn bên phải màn hình của các bạn là đây là hàng tự do. Hàng này là mình sẽ giao cho các cửa hàng và các showroom. Hôm nay mình sẽ chia sẻ chi tiết về hai loại hàng này để các bạn có sự so sánh rõ rệt hơn về loại hàng này. Đầu tiên mình xin giới thiệu về hàng tự do. Tự do trên thị trường các bạn dễ thấy hơn và nhìn thấy nhiều hơn là hàng tiêu dùng. Hàng tự do về bộ Tần Thủy Hoàng này, tay cột 12 được làm từ gỗ hương đá. Đây là một loại gỗ hương được nhập khẩu từ các nước châu Phi về Việt Nam. Gỗ hương đá thì có ưu điểm đó là vân gỗ rất là đẹp. Ưu điểm của gỗ hương đá là vân rất là đẹp. Đấy. Vân gỗ cực kỳ đẹp luôn. Ưu điểm thứ hai của gỗ hương đá đó là gỗ rất là gỗ to. Gỗ này thì nhiều gỗ to đang được nhập về Việt Nam rất nhiều, nhiều gỗ to. Nhược điểm của gỗ hương đá đó là cái bìa dày, nghĩa là cái vỏ rất là dày, vỏ nó dày và giá trị kinh tế tương đối chứ không phải là thuộc diện là cao. Nếu giá trị kinh tế cao phải là gỗ hương đỏ Lào, còn các cái dòng gỗ mới du nhập vào thì giá trị kinh tế không phải là cao. Ưu điểm là vân gỗ đẹp, nhiều gỗ to. Nhược điểm là giá thành đang ở mức cao. Hiện tại giá thành gỗ hương đá ở mức cao. Đấy, đây là về nhược điểm và ưu điểm của gỗ hương đá. Còn chi tiết về hai loại hàng này thì bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết. Bên phải màn hình là của các bạn là hàng tự do. Mình xin chia sẻ thông số kỹ thuật luôn. Khuôn tranh, đây là khuôn tranh. Tất cả phần trên này bao quanh là khuôn tranh. Ở giữa là mặt ván. Mình giới thiệu một lần nhé, lần sau mình sẽ không giới thiệu lại đối với hàng tiêu dùng. Thì khuôn tranh của hàng tự do là dày 2,5 phân. Đấy, khuôn tranh là dày 2,5 phân. Ván là dày 1/2. Đấy. Yếm là dày 2,5. Đấy, với đôn thì có yếm, còn với ghế đơn thì không hề có yếm. Ghế đơn là yếm bọ này. Một lượt cổ chỉ. Khuôn tranh 2,5. Ván 1/2. Bản mai rùa này
là 1,5 phân. Đây, cái bản này là 1,5 phân. Đây, để các bạn thấy thực tế đây là ván 1 phân, cái bản mai rùa này 1,5 cm. Đây, cột là cột ghép. Đây là cột ghép, cái cột này thì các bạn có thể đặt cột liền, cột ghép đều là cột 12, cái đấy không ảnh hưởng nhiều. Về cái phông vách này, phông này là dày 1 phân, ván 1/2, phông 1/2. Cái phông này 1/2 thì mới đục được. Tất cả phông với ván lúc nào đi song hành với nhau. Ván 1/2 thì phông cũng 1/2. Yếm, yếm quanh đây chỉ là dày 1,5 phân. Cù là cù lối đoạn này, cái này không ảnh hưởng nhiều, chủ yếu là phông vách và ván. Sang thông số hàng đặt hay gọi là hàng tiêu dùng. Hàng tiêu dùng như trên màn hình của các bạn thì đứng đây mình sẽ giới thiệu luôn. Bắt đầu từ dưới lên, từ dưới thì là chân vén, chân liền khối vén. Vén nên là nhìn cái dáng ghế nó trường hơn, nó to hơn. Đây mình ngồi để các bạn thấy. Cái chân vén kia là vén liền khối, đây tất cả các chân này nhà mình là vén liền khối hết. Đấy. Chân là cao 28, cao hơn chân không vén này là 3 phân, chân này chỉ có 24 25 thôi. Đấy về chiều cao, hai lượt chỉ. Cái sự khác biệt tiếp theo đó là hai lượt chỉ. Đây mình sẽ kéo vào để các bạn thấy. Hai lượt chỉ đây. Còn cái này là một lượt chỉ nhá. Đấy, từ dưới lên thì cái này hai lượt chỉ, còn cái này một lượt chỉ. Khuôn tranh này là dày 4 phân. Khuôn tranh dày 4. Ván dày 2. Ván này dày 2, còn khuôn tranh này là dày 4. Đấy, tất cả khuôn tranh này là dày 4. Các bạn sẽ nhìn thấy luôn cái sự khác biệt là khuôn tranh này nó là dày 4 phân, nó sẽ dày hơn thằng này gấp 2 lần, gần 2 lần, 1,5 lần. Cái này là dày 4 phân. Còn bên này là dày 2,5 phân. Tiếp theo đến cái mai rùa. Cái chỗ để tay này nhà mình là dày 4 phân. Còn hàng tự do này là chỉ dày có 1,5 cm. Đấy, đấy là sự khác biệt. Vách, vách này thì nhà mình dày 2 phân nhé. Cái này nhà mình làm dày 2 phân. Ván vách đều dày 2 phân hết. Khuôn tranh dày 4, ván dày 2 thì vách cũng phải dày 2, đục rất là sâu. Cái yếm này nhà mình làm dày 3 phân thì cái hàng trọ này chỉ có dày có 1,5 phân thôi. Nó mỏng hơn rất là nhiều. Đấy là sự khác biệt giữa hàng tiêu dùng và hàng trọ. Cột thì là cột liền, không chấp ghép. Còn đây là cột ghép. Đây để mình đứng đây để các bạn thấy, đây là cột liền, đây là cột ghép. Đấy, đây là có sự so sánh rất là rõ ràng để các bạn thấy. Còn nếu đi chi tiết sâu hơn thì mình cũng giới thiệu luôn, cái này là cù lối ghép đi, còn đây là cù liền. Đấy, đây là cù liền. Đấy, nó khác nhau rất nhiều. Đấy, bản tay này, tất cả cù liền hết. Bản tay này dày 4 nhá, rất chi là dày liền khối luôn. Nó khác nhau rất là nhiều. Đấy, mình vừa giới thiệu qua với các bạn sự khác nhau giữa hai mẫu Tần Thủy Hoàng. Bên trái màn hình là hàng tiêu dùng, còn bên phải màn hình của các bạn là hàng tự do, hàng chợ. Tất cả đều được làm từ gỗ hương đá hết. Các bạn tham khảo. Nếu anh chị em nào quan tâm thì vui lòng liên hệ trực tiếp với xưởng theo số hotline 0972 971 555. Xưởng sẽ tư vấn chi tiết. Hoặc nếu các bạn có điều kiện ở gần thì các bạn lên đến xưởng xem trực tiếp tại địa chỉ thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Hoặc các bạn ở xa không có điều kiện đến thì các bạn vui lòng tham khảo trực tiếp tại website xưởngdogogiagoc.com. Sau đây xưởng xin kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của xưởng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.